Xin chào các bạn, mình là Hạo Dân. Mình là Văn Ngoãn. Và tụi mình là 3K. Chào mừng các bạn đã đến với vlog của tụi mình ngày hôm nay. Và vlog này là gì thì xin mời. Game hôm nay là game nhìn hình đoán ca dao thuật ngữ. Ca dao thuật ngữ đó mình sẽ để lại hình, từ hình mà mọi người dựa cái hình đó, ghép lại thành một câu ca dao thuật ngữ nguyên hồn. Rồi, tổng cộng sẽ có 16 câu ca dao thuật ngữ phải đoán trong vòng 5 phút. Cả hai phải chơi để đoán đúng, phải trên 75% từ đúng thì mới được xem là thắng. Còn đúng thấp hơn sẽ phải chịu hình phạt và ăn mì chay thanh niên. Hai bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hồi hộp quá ha. Hồi hộp thiệt nha má. 3, 2, 1, bắt đầu. Con mèo, mèo. Con người, con mèo, cái cối. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Cho qua được không? Từ 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 từ. Từ từ. Cái đó là cái gì? Dựng cái chứ mà không khùng á. Cái gì? Con cái đầu là dựng. Dựng, dựng, dựng đánh cái này. Thì là sao? Qua đi, qua đi. Thôi trả lời đại đi. Cái chày cái cối. Cái chày cái cối là cái gì trời? Nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời. Cái chày cái cối với ý nghĩa là của cái mái với lời anh tiếng nói không có lý lẽ, thô lỗ trơ trạo, nói chung là cái bừa, bất chấp lẽ phải. Không biết, biết, biết nhưng mà không ngờ đó là cái chày cái cối. Cái gì vậy? Câu thứ hai rồi. Công chúa rồi cái gì nữa, cái hình kia thứ ba là cái gì không thấy rõ. Màu á. Màu. Nước. Trời ơi, cái câu gì vậy? Câu gì á? Khoan từ từ. Rồi chưa kịp bấm, chưa kịp luôn mà bấm qua rồi. Hồng nhan. Hồng nhan họa thủy. Ôi, gì khó vậy? Câu thứ ba. Câu thứ ba. Uống rượu chúc mừng, uống rượu lì xì. Cái gì mà rượu mời uống? À, rượu mời không uống, uống rượu vàng. Ừ, mời. Ghê vậy? Cái này cái gì? Không thấy hình đầu tiên là gì vậy? Sách hả? Sách hả? Phong bì hay sách? Rồi cái cục cơm. Cái đó ấy. Cái đó ấy. Không có sự trợ giúp. Trời ơi, sao khó quá vậy? Có gì vậy? Cái hình, nhìn hình không rõ, đũa. Không phải đũa, giờ không sao đâu. Cái tập đầu mà. Ê, khó nha. Gấp cái gì? Cái gì lắp bắp gì? Thôi qua đi. 2 phút. Liệu cơm gấp mắm. Cái gì liệu cơm gấp máu? Trời đất ơi. Nhìn không ra cho nước mắm luôn. Cái bút sổ gà. Bút sai gà chết. Bút sai gà chết. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Trời ơi là trời. What? 1 W 2 1 V. Ca dao thuật ngữ. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Nhất quỷ nhì ma thứ ba cũng được mà đúng không? Được, được tính nha, được tính. Cái gì á? Nói im lặng là vàng. Rau cơm nấu với rau thơm, thơm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu cây ngon. Cơm cù bù siêng năng. Cần cù thì bù siêng năng. Siêng năng là siêng năng là cái câu. Cần cù bù siêng năng. Quên lộ lại lộ. Mấy cái câu hôm bữa đó. Trời ơi, bị liệu. Áo anh sức chỉ đường tà. Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khô. Ừ. Ê, mấy cái này được nè. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Ừ. Anh về học. Anh về học lấy chữ hương. 900 em đợi, 10 thương em chờ. Yes. Khôn ăn cơm trắng cá kho, trốn cha trốn mẹ. Ăn đòn nha. Muốn ăn cơm trắng cá kho, trốn cha trốn mẹ. Ăn nằm cùng anh. Thôi qua đi. Để đi đó, con nó bán là ăn nằm cùng anh. Xuống đò cùng anh. Tao nhớ là cái gì? Thiệt, tao nhớ thiệt. Tao không nghĩ ra cái câu đó. Nhớ ai như đứng đống lửa, như ngồi đống đống rơm. Từ từ. Nhớ ai. Câu này cũng quen nè. Nhớ ai nhớ ai. Nhớ ai. Nhớ ai. Ai biết nhớ ai. Khùng quá. Như đứng đúng như ngồi đống. Thù rồi nó không ra đó. Cho qua được không? Ví dụ như không có thì mình cho qua, miễn là trong thời gian đó thôi, cho qua chứ không trả lời. Ủa em Giang. Trời ơi.
câu này là mọi người đã sai 4 câu, câu này là câu thứ 12. Đúng hoặc sai là phải chịu phạt hay không? Ồ thiệt đó. Nhớ. Nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ ai cứu em, nhớ ai? Không được cứu. Ê ơi ơi, nhớ ai? Lên sệt giùm tôi. Như đứng ngón lửa như người đóng than. Nhớ ai? Nhớ ai? Thôi qua đi, qua thua rồi, chịu. 7 6 Nhớ ai bỏ hỏi bồi. Ôi quen lắm luôn. Nhớ ai bỏ hỏi bồi hồi gì đó. Tay từ tay nâng chén muối chén cà. Gần cây muối mặn xin đừng quên nhau. Ờ hết rồi, thua. Đĩa gừng. Em không thích ăn gừng. Em thích ăn cà. Nó nãy giờ nó gượng gạo cái vần lắm luôn á. Nâng chén muối đĩa gừng. Ờ không bỏ lại tay nâng chén gừng. Còn đây nói chén cà hả? Hai bạn đã thua, hai bạn thua, hai bạn thua, thua câu số 25%, nên là hai bạn sẽ phải chịu phạt. Thật vô nghĩa. Nó cười. Để rồi tao coi. Là một người sẽ bịt mắt, đút cho người còn lại ăn mì, mì gói cho nguyên. Ăn như dân. Bây giờ ai là người? Dân ăn. Rồi. Em đút. Thôi chưa, ngoài thấy đường không? Thấy đường không? Vậy hả? Em bình mắt hồi em thấy đường không? Đường điên khùng này. Rồi 3, 2, 1, bắt đầu. Anh cứ gấp thẳng lên thôi. Anh gấp thẳng lên thôi, rồi được rồi, để em tự ăn. Xích vô xíu. Ok, tiếp đi. Hấp xuống xíu. Ngon quá, ngon quá. Ba cái đồ quỷ này. Ơ, à, nhiều quá, có mày nhiều quá, mà giữ em đi, giữ em đi. Cấp nhiều quá, cấp nhiều quá. Được rồi, không sao đâu. Trời ơi, để em nha. Ôi dồi ôi. Ôi là trời. Từ. Ngon nha. Quay. Biết không? Cái gì? Ba người giúp dở quá, tôi bình mặt hai đứa luôn mới khó. Đúng rồi. Cắt. Đó là của Mỹ. Chơi ngu. Bạn nhanh nữa. Chị chưa mấy nào chứ. Rồi. Chết rồi. Xuống nha bạn ơi, xuống xíu nữa. Chết rồi. Xuống. Xuống á. Giờ rồi, đang thấy. Từ từ, khoan. Cái này thì anh cứ đi. Rồi anh. Để anh em nó tìm. Vô giống chỗ nãy rồi đó. No. Không, anh tìm được cái đầu rửa. Ok. Chết rồi, tới đâu rồi. Mình chết rồi. Tại đâu rồi. Đây. Thiệt ngu rồi. Nó còn không vậy? Còn không vậy? Còn. Nhiều quá à. Được rồi. Như nãy. Ủa cái tay ở đâu vậy? Nhiều đúa không? Đi nha. Ba cậu đồ quỷ chơi dễ ác. Còn không vậy? Không biết nữa. Rồi. Hết chưa? À không, gà đưa dĩa vô nè. Thôi, từ. À, đây rồi. Lùi. À. Ngó. Đúng rồi. Xong chưa? Xong rồi, nó ra rồi. Ok. Hai bạn có cảm nghĩ gì sau khi xong cái vlog vừa rồi? No. Mình thì đói, mình thèm. Ê mình để không, lúc nào vlog mình cũng bị ăn mì. Hôm bữa trước là mì cay, đợt này là mì tân đen. Thì đó hồi nãy nói là ăn phải là mì chứ, xong cũng ngạc nhiên, đợt trước cũng mới ăn mì xong. Nhưng mà không phải là mình ăn. Nhưng mà đợt này là ekip là tính không bằng tôi rồi. Nhưng mà tôi ngu cái là tự nhiên khúc đó tôi la làng lên chỉ cho. Tự nhiên khúc gần xong mà còn đi chỉ miếng cho ekip làm nữa. Quên. Nhưng mà cuối cùng cũng đã ăn hết, hoàn thành. Tôi thì no, Nguyễn thì đói. Chỉ là hơi dính một xíu thôi.
còn á, lát phải lấy khăn ướt cũng lao mới được. Nó đen đen. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem vlog ngày hôm nay của tụi mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập vlog tiếp theo. Và nhớ là đừng quên bấm subscribe kênh RL Studio nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người.